Xin kính chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một dây lo đến từ hãng Monter. Như anh em đã biết, khi mà chơi audio thì bắt buộc ta phải sử dụng những cái dây tín hiệu tốt, thì như vậy nó mới truyền đạt tất cả những cái tín hiệu đầy đủ từ chiếc amply cho tới loa, và nó không bị trở kháng bởi những cái dây kém, cũng như là nó sẽ có cái trở kháng bên trong, nó sẽ giảm đi tín hiệu rất là nhiều. Và ở đây anh em sẽ thấy cái dây của nó là Monter USB. Đây là dây đến từ hãng OSA. Bên trong mỗi cái sợi thì nó sẽ bao gồm là 120 sợi tim nha anh em. Rất là mịn màng và đồng nguyên chất, nên nó sẽ truyền tín hiệu rất là chuẩn tới loa nha. Nó sẽ không bị cái trở kháng, bị cộng hưởng thêm cái trở kháng nữa. Tổng cái đường kính đây là 1.5 nha anh em. Và dây này thì em sẽ cắt theo mét nha. Anh em nào cần số lượng bao nhiêu mét thì có thể liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Em xếp hàng toàn quốc nha. Giá mỗi 1 mét dây đó là 20.000 đồng nha anh em. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin về dây lo ở trên đây nha. Monter USB. Dây màu trắng nha. Cắt bao nhiêu mét cũng có nha anh em. Rất là mịn màng nha. Tổng cộng 2 dây là 120 nhân cho 2 là 240 tim nha. Anh em nào cần số lượng thì có thể liên hệ em nha. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.